Vâng, Thảo Dược Xanh số 1 Zindo xin kính chào quý bà con. Hôm nay Thảo Dược Xanh số 1 Zindo xin chia sẻ với quý bà con về 10 lợi ích tuyệt vời của trà hoa cúc mà khiến ai cũng phải uống mỗi ngày. Vậy thì 10 tác dụng ấy nó như thế nào? Thảo Dược Xanh số 1 Zindo xin kính mời quý bà con cùng theo dõi video. Lợi ích thứ 7, giảm lo âu, căng thẳng. Theo báo Lao Động, chất chamomile trong trà hoa cúc có tác dụng làm dịu cơ thể, đưa bạn vào trạng thái thư thái, có thể giúp làm dịu các nguyên thần kinh, do đó làm giảm lo lắng. Lợi ích thứ 8 là chăm sóc da tốt hơn. Chất chamomile cùng các chất chống oxy hóa có tác dụng chống lại các gốc tự do. Điều này có lợi trong việc ngăn ngừa vi khuẩn gây ra mụn trứng cá, làm làn da trở nên mịn màng hơn. Ngoài ra, thói quen uống trà hoa cúc hàng ngày sẽ giúp nuôi dưỡng và giữ ẩm cho làn da của bạn từ sâu bên trong. Trà hoa cúc cũng có thể được sử dụng trong các công thức làm đẹp tự chế để cải thiện và duy trì sức khỏe của làn da.